Tập này bài nào cũng biết vẽ rồi, nên là anh sẽ lướt qua câu vẽ này. Anh sẽ chỉ làm câu B thôi. Rồi, câu B tìm tọa độ giao điểm của P và D. Thì để tìm độ giao điểm P và D thì chắc các bạn cũng biết làm rồi nhá. Anh trình bày xem các bạn có làm được đúng câu này không nào. Phương trình hoành độ giao điểm, hoành độ giao điểm của P và D, mình chỉ việc cho hai cái này bằng nhau đấy, 1/2 x sẽ bằng 2 x trừ 3/2. Rồi, tương đương, đây là dấu tương đương nha, không phải dấu bằng đâu nha các bạn, cẩn thận, làm cẩn thận. X bình chuyển số 2 này, không, để luôn phần 2 x bình đi. X bình trừ 2x cộng 3/2 đấy bằng 0. Anh chuyển hết vế phải qua vế trái, rồi đây anh sẽ xét cái hệ số để tính nhân ra. A sẽ là 1/2 này. AX bình cộng BX cộng C. A là 1/2, B sẽ là trừ 2, trừ 2, C sẽ là 3/2. Ok không? Rồi, từ đây mình sẽ tính nhận delta. Đây, từ đây mình sẽ tính nhận delta nè. Delta sẽ bằng B bình trừ 4AC là sẽ bằng âm 2 bình là 4, âm 2 bình là 4 trừ 4AC trừ 4 nhân 1/2 nhân 3/2 là bao nhiêu? Đây, trừ 4 nhân 1/2 nhân 3/2 trừ 3, trừ 3 bằng 1. Delta sẽ là 1. Ok. Rồi từ đây delta bằng 1 thì mình sẽ xe phương trình sẽ có hai nghiệm đúng không? X1 bằng gì? Bằng gì? X2 bằng gì? X1 sẽ là trừ B trừ căn delta chia 2 là sẽ ra là trừ B. B là trừ 2, trừ B là 2, trừ căn delta là trừ 1, chia 2A, chia 2 nhân 1 phần 2 là 1, bằng 1. Ok, x2 sẽ là B cộng căn delta chia 2A là bằng trừ B cộng căn delta, trừ B là 2 cộng 1 chia 1 là sẽ bằng 3. Chia x thôi vẫn chưa đủ, cái phải chia y nữa. Đấy, phải chia y nữa. Y1. Y1 có x là bằng 1 thì các em tìm y1 cái việc thế x vào đây thôi. Thế 1 lên đây. 2 nhân 1 trừ 3/2. Ok không? 2 nhân 1 trừ 3/2 bằng 1/2. Đấy, 2 x 1 trừ 3/2 bằng 1/2 à. Giờ x bằng 3 là sao? 3 lên đây. 2 x 3 trừ 3/2. 2 x 3 trừ 3/2 đấy, bấm máy cho chắc, đừng có mà nhầm. Y sẽ bằng 9/2. Từ đây mình sẽ kết luận là vậy. Vậy. Kết luận bên này nhá. Kết luận vậy. Đấy. P cắt D tại 2 điểm. P cắt D tại, mình sẽ ví dụ tại điểm A là 1 và 1/2, chứ không phải 1/2. Và điểm B 3 và trừ 9/2, à 3 và 9/2. Ok, vậy là xong câu 1.
Ok, thì mình sẽ bước sang câu thứ hai nha các bạn. Câu thứ hai. Câu thứ hai sẽ một câu VS. Câu này nó sẽ anh ghi tóm tắt lại đề câu 2. Chứ nó còn thiếu một câu là không giải nghiệm của hệ phương không giải nghiệm của hệ phương trình này nha. Nghĩa là không được tìm x1 bao nhiêu, x2 bao nhiêu mà phải tính cái này. Đấy, tính cái này nhưng mà không được tính x1 với x2. Ok, thì những bài này các bạn sẽ phải dùng VS. VS mới vô. Các bạn sẽ ghi lại phương trình này. À. 2x bình -2x -4 chia đôi bảng này cho nhiều bảng bằng 0. Rồi các em sẽ xác định hệ số ABC. A bằng 2 này, B bằng -2 này, C bằng -4 này. Ok không? Đóng ngoặc lại, đừng quên. Rồi tiếp, khi tính được hệ số xong, các em không cần phải tính delta, không cần phải tính delta, các em sẽ làm luôn VS. Làm luôn VS. Làm luôn VS. VS hay chớ. X1 cộng X2 sẽ bằng gì? Nhiều bạn cứ nhớ P với S. P là tích, S là tổng. Nhưng mà anh thấy không cần thiết. Các em phải ghi X1 cộng X2 bằng cái gì thôi. Nhớ x1 cộng x2 bằng cái gì? Tổng 3 trừ b chia a. Trừ b chia a, trừ b, trừ của trừ 2. Trừ của trừ 2 chia 2. Đây, trừ của trừ 2 chia a là 2. Thấy không? B trừ 2, trừ của trừ 2 chia 2 là 1. X1 nhân x2. X1 nhân x2 sẽ bằng gì? Bằng tích k. Là C chia A. C chia A trừ 4 chia 2 là trừ 2. Rồi giờ các bạn sẽ quy đồng cái A lên để rút gọn nó ra, chỉ còn x cộng x1 cộng x2 và x1 nhân x2 là bài sẽ hoàn thành. Ok, anh sẽ qua bên này để rút gọn A nhé. A sẽ bằng A sẽ bằng quy đồng hai vế lên, quy đồng lên này, x1 trừ 2 nhân x1 cộng 2, x1 trừ 2 nhân x1 cộng 2 sẽ thành cái gì các em? X1 trừ 2 nhân x1 cộng 2, đấy, nó sẽ thành x1 bình trừ 2 bình ấy. Nhưng mà thôi, anh sẽ nhân ra từ từ cho các bạn. Ok không? Cộng khi mà em quy đồng mẫu số thì mẫu số chung đây sẽ là gì? Mẫu số chung sẽ là tích của hai này, còn tử số sẽ là nhân chéo cộng nhau. Cộng nhau này, cộng nhau này, x2 trừ 2 nhân x2 cộng 2 nhân chéo này, x2 trừ 2 x2 cộng 2. Ok không? Mẫu số sẽ hai cái mẫu nhân nhau, x2 cộng 2 nhân với x1 cộng 2 x1 cộng 2. Đấy, ok. Đây, ok nhé. Rồi tiếp bằng. Đây là dấu bằng, chứ không phải dấu tương đương nhé. Khi nào có phương trình, các bạn dùng dấu tương đương. Còn tính A thì các bạn dùng dấu bằng. Ok không? Rồi, x1 nhân x1 là x1 bình. Rồi, x1 nhân 2 là 2x1. Trừ 2 nhân x1 là trừ 2x1. Trừ 2 nhân trừ 2 là trừ 4. Đến đây các em thấy không? 2x1 với 2x1 mất thành x1 bình trừ 4 không? Có nghĩa là x1 trừ 2 nhân x2, x1 cộng 2 sẽ thành x1 bình trừ 2 bình là x1 bình trừ 4. Ok không? Giống cái này là A trừ B nhân A cộng B này sẽ thành A bình trừ B bình này. Nhớ cái này không? Hàm thức số 3, hàm thức đáng quên số 3. Đấy, tức đã quên này, a trừ b a cộng b bằng a bình trừ b bình nè, cái chỉ tiêu này, còn x bình trừ 4 nghĩa là x một bình trừ b bình, hai bình là 4. Rồi thì cái này sẽ viết nhanh thành x hai bình trừ 4 nha các bạn. Các anh ghi x một bình trừ 4 đi, sẽ thành x một bình trừ 4. Ghi nhanh như vậy nha.
cộng với x 2 bình trừ 4. Ok không? Chia cho x 1 nhân vào đây x 1 à, nhân phân phối ra x 2 nhân x 1 là x 2 x 1 x 1 x 2 nhân 2 là 2 x 2 2 nhân x 1 là 2 x 1 2 nhân 2 là 4. Rồi đến đây các em chú ý hai này, hai này nhóm lại nhau thành cái gì? X 1 bình cộng x 2 bình sẽ thành gì các em? Sẽ thành như này, x 1 cộng x 2 tất cả bình trừ 2 x 1 x 2. Cái này á, bạn nào mà không biết không? Các bạn nào không biết những cái này á thì các bạn phải xem lại cái VS của anh ấy nhá. Đấy, PR hình thức PR, xem lại cái VS của anh đi, anh hướng dẫn cái này rất là kỹ. Còn bạn nào mà hay quên ấy thì học thuộc đi. Đấy, hay quên cái này này, cứ thấy x một bình cộng x hai bình là thuộc cái này luôn đi. Nếu mà quên cách chứng minh á thì học thuộc cái này luôn, thế không phải chứng minh nữa, đi thi các em chỉ cần ghi này thôi. Ok không? Đi thi các em chỉ ghi x một bình cộng x hai bình sẽ bằng x một cộng x hai tất cả bình trừ hai x một x hai x hai rồi trừ bốn là trừ tám. Ok không? Chia x một nhân x hai, x1 nhân x2 cộng 2 2 đặt nhân tử chung ra thành x1 cộng x2 cộng x2 cộng 4. Ok không? Rồi 4 giữ nguyên này, 2 đặt nhân tử chung ra. Rồi bằng x1 cộng x2 sẽ là gì? X1 cộng x2 là 1. Đấy, x1 cộng x2 là 1. 1 bình trừ 2 nhân x1 x2 x1 nhân x2 bằng trừ 2. Đấy, trừ 2 nhân trừ 2 trừ 8 chia cho trừ 2 x1 nhân 2 trừ 2 này cộng 2 nhân x1 cộng x2 là 1. Đấy, nhân 1 cộng 4. Rồi đến đây thì các em chỉ việc bấm máy, cầm cái máy tính Casio lên, bấm 1 bình bằng 1 này trừ 2 nhân âm 2 trừ 8 chia cho trừ 2 cộng 2 cộng 4. Rồi đáp án là trừ 3 phần 4. Ok, đáp án là trừ 3 phần 4. Rồi, kết luận vậy. Vậy A bằng trừ 3 phần 4. Rồi, xong. Thế thôi. Ok, thì mình sẽ đến với câu thứ ba, câu tiếp theo nha các em. Đến câu thứ ba là nói về một con chú chim đại bàng ở châu Phi săn mồi thuộc họ ưng, họ Accipitrid. Nhưng mà cái đấy không phải quan trọng, chủ yếu các em phải quan trọng cái hàm số của nó này. Cái hàm số này nó nói là y là độ cao với mặt đất, y là độ cao, độ cao đấy phó mặt đất. Còn x sẽ là gì? X sẽ là thời gian tính bằng giây, thời gian tính bằng giây. Thì đề nó dài như vậy nó hố các em thôi, chứ bài này cực kỳ đơn giản. Câu hai nó kêu là từ vị trí nó kêu là nếu muốn bay lên một núi đá cao 208m thì tốn bao nhiêu giây. Có nghĩa là muốn là câu A, muốn bay lên độ cao, muốn bay độ cao 208m thì mất bao nhiêu giây. Nghĩa là độ cao này, độ cao 208m, nghĩa là y là 208 thì hai chớ y bằng 208. Y sẽ là 208, thế y bằng 208 vô đây, 208 bằng 24x
24x cộng 16 x xét thời gian mất bao nhiêu giây, kể cái tìm x thôi, tương đương x sẽ bằng gì? 208 trừ 16 chia 24, 208 trừ 16 chia 24, rồi x bằng 8. Vậy muốn bay độ cao, muốn bay lên 208m thì mất 8 giây, đơn vị là giây, thì mất 8 giây. Ok, tiếp câu B. Nhìn đại bang tưởng là nó khó thôi nhưng là nó thực ra rất là đơn giản, nó chỉ là một bài hàm số thế thôi, hàm số bậc nhất. Câu B, từ vị từ độ cao 208 này nó lại bay xuống. Đấy, khi bay xuống thì nó được cho một công thức như này, nó cho công thức luôn rồi. Rồi, nó bay xuống 5 giây thì giờ nó hỏi độ cao bao nhiêu? Giờ nó bay xuống 5 giây nghĩa là cho x bằng 5 giây ấy. Ok không? Rồi, khi bay xuống 5 giây, bay xuống 5 giây, 5 giây thì thì đây mình sẽ thế 5 vào đây luôn. Y sẽ bằng trừ 14 nhân với 5, 5 giây cộng 208. Y sẽ bằng bao nhiêu các em? Y sẽ là độ cao xoắn mặt đất, nó kêu tính độ cao xoắn mặt đất. Rồi, trừ 14 nhân 5 cộng 208 bằng 138m. 138m. Kết luận khi bay xuống 5 giây thì độ cao của con chim xoắn mặt đất sẽ là 138m. Cực kỳ đơn giản. Rồi, câu hàm số rất là dễ. Ok, thì câu 4 nó kêu tính thể tích của một cái khối đồng hồ. Ok không? Thể tích một khối đồng hồ. Và cái khối đồng hồ ấy nó tạo bởi một cái hình hộp chữ nhật và một khối chóp tam giác. Đề nó cũng cho luôn thể tích của chóp tam giác được tính bởi công thức 1/3 diện tích đáy, diện tích đáy này nhân với cả chiều cao, chiều cao từ đây xuống. Ok, chiều cao chính là SO á, S này, O này, O này. Đấy, chiều cao chính là SO. Còn diện tích đáy S này, H là SO. S diện tích đáy chính là diện tích của hình vuông A, A, B, C, D. Đấy, anh ký hiệu vô luôn. A, B, C, D. Tự thật đó, diện tích hình vuông A, B, C, D và chiều cao H là SO, độ dài SO. Nó cho SD là bằng 8 rồi. Rồi, hình hộp. Còn hình hộp chữ nhật thì công thức tính của nó cao học từ lớp 5 rồi. Là thể tích nó sẽ là chiều cao nhân diện tích đáy. Chiều cao chính là 12 nhân diện tích của đây cũng là ABCD luôn. ABCD luôn. A B, C, D nhân với cả diện tích của đáy A, B, C, D. Thì giấy sẽ tính V của hộp trước nha các em. Thì V của đồng hồ, V của cái đồng hồ. Đấy, thể tích của cả cái đồng hồ này nó sẽ bằng V chóp cộng với cả V hộp. Đúng không? Nó sẽ bằng V chóp cộng V hộp. V chóp này cộng V hộp này. V hộp thì tính rất là dễ. V hộp này thì tính nó sẽ bằng chiều cao nhân diện tích đáy. Diện tích đáy hình vuông, hình vuông có một cạnh là 5, một cạnh là 5 thì diện tích nó sẽ là 5 nhân 5 là 25. Đấy, V hộp này thể tích của nó sẽ là 12 nhân 5 nhân 5. Đây, đây là diện tích đáy. Diện tích đáy là S này. Đây chiều cao là H này. Đấy. Ok không? Còn V chóp thì sao? V chóp diện tích đáy của nó cũng là 5 x 5. Nó hình vuông nhá, ABCD nhìn này thôi nhưng nó là hình vuông. Cho không gian em vẽ hình vuông thành hình bình hành. Ok không? Đấy, đây là hình vuông nhá, ABCD là hình vuông. Có một cạnh là 5. 5,
nhân 5. Ừ. Đáy, diện tích đáy sẽ là 5 nhân 5 là 25. Còn đường cao của nó chính là SO. Mà mình chưa biết SO là bao nhiêu hết. Ừ. Mình chưa biết SO là bao nhiêu, mình chỉ biết SD, SC bằng SC bằng SD là bằng 8 thôi. Chưa biết SO là bao nhiêu hết. Thì để tính được SO á, mình phải dùng gì? Pythagore, đúng rồi, Pythagore. Chỗ này là nó là vuông. Ừ. Phấn à? Chỗ này nó là góc vuông à? Ừ. Vì nó là đường cao của một cái hình hộp nên SO nó sẽ vuông góc cái mặt phẳng đáy này luôn. Đấy, cái mặt phẳng đáy là ngang này. Ừ. Cái mặt phẳng đáy là ngang này, SO nó sẽ vuông góc xuống này. Đấy, ok không? Các em phải tưởng tượng chỗ này góc vuông. Ừ. Thì mình có SD là bằng 8 này, nó là đường chéo xét tam giác SOD, tam giác SOD, xét tam giác SOD vuông tại O, S này, D này, O này, SOD vuông tại O, đấy, vuông tại O, có gì? Có SD bình sẽ bằng OD cộng OD bình cộng OS bình sẽ bằng SD bình. Ừ. Độ dài hai cái góc vuông sẽ bằng độ dài đường chéo trong tam giác vuông Pythagore. Ok à? Thì OD bình bao nhiêu? Đây hình vuông nhỉ. Đấy, hình vuông. Đây hình vuông này ABCD đi. ABCD này. Có đây, cạnh là 5. Cạnh là 5. Đúng chưa? Thì độ dài đoạn AC sẽ là bao nhiêu? Ừ. Độ dài đoạn AC sẽ là 5 bình cộng 5 bình. Căn của 5 bình cộng 5 bình nó sẽ là 2 căn 5. Đúng chưa? Ừ. 5 bình cộng 5 bình nó sẽ là 2 căn 5. À, 5 bình xem. Ok, 5 căn 2. Chết. Mất gốc quá, anh mất gốc rồi. mất gốc. Nghĩa là độ dài đường chéo AC sẽ là 5 căn 2. Và độ dài đường chéo sẽ là 5 căn 2, 5 căn 2. OD sẽ là 5 căn 2 chia 2. Được rồi đâu. Đây, mình ghi dòng này trước. Vì ABCD là hình vuông. Hình vuông. Suy ra BD sẽ bằng 5 căn 2. Đấy, BD sẽ bằng 5 căn 2. Bởi vì cạnh vuông là 5 cm, đường chéo nó sẽ là 5 căn 2. Và OD nó sẽ là một nửa BD. OD sẽ là suy OD sẽ là 5 căn 2 chia 2. Ok, 5 căn 2 chia 2. Rồi mình sẽ tam giác SOD. Xét tam giác SOD vuông tại O. Vuông tại O có SO bình cộng OD bình bằng SD bình. SO bình cộng SD bình cộng OD bình chứ. OD bình bằng SD bình. Ừ. SO bình là 5. SO bình là mình chưa biết đúng không? SO bình mình cần tìm này. SO là mình cần tìm. OD là bao nhiêu? OD là 5 căn 2 chia 2 tất cả bình lên. 5 căn 2 chia 2 tất cả bình cộng bằng SD. SD bình là 8 bình là bằng 64. Rồi, đây mình suy ra SO bao nhiêu? SO sẽ bằng căn của 64 trừ cho 5 căn 2 chia 2 tất cả bình. Rồi, SO sẽ bằng căn 206 chia 2. Ok, SO sẽ là số này. Rồi, thể tích của nó sẽ là 1/3 nhân diện tích đáy là 25. 5 nhân 5 là 25. Rồi nhân với cả căn 206 chia 2. Rồi, chia lời về cho sẽ bằng 1/3. À, 1/3.
25 nhân với cả căn 2,6 chia 2 rồi nhân với cả diện tích đáy là 5 nhân 5 25. Rồi, diện tích đáy là 25. Ok, đồ máy. Nhân căn 2,6 chia 2 nhân 25. Rồi bằng 25 căn 2,6 chia 6. 25 căn 2,6 chia 6. Ok không? 25 nhân căn 2,6 chia 6. Rồi mình cộng với số này nữa. Rồi. Bây giờ cộng hai số này với nhau. Rồi. Cộng với số này. Cộng với nhau ra bao nhiêu? Cộng với cả 12 nhân 25. 12 nhân 25 bao nhiêu? Cộng 300. Vậy đáp án của nó sẽ là, vậy V của nó sẽ là 300 cộng 25 căn 2,6 chia 6. Rồi, xong. Ok, có đơn vị không? Chú ý đơn vị đó. Đơn vị là mét. Ok, đơn vị là mét. Mét. Mét khối. Ok, đơn vị là mét khối nha. Thể tích. Đó, xong câu 4. Ok. Ok, bài này anh thiếu chỗ này nha các bạn. Đây là SOB. Đấy. Rồi đây mới xưa SO. Ok. Chưa hết đâu nha. Bài này nó còn kêu làm tròn đến hàng đơn vị nữa đấy các em ạ. Làm tròn đến hàng đơn vị nhé. Em phải bấm ra số này bao nhiêu. Bấm ra 300 cộng 25 nhân với ạ. 25 nhân căn 2,6 chia 6 là ra 359,8. Vậy là các em phải làm tròn là 359,8 phải làm tròn đến 360. Vậy V sẽ bằng 360 mét khối. Để ý nha. Để ý là cái đề đều mất điểm. Ok. Thế mới hoàn thành đấy. Rồi, mình tiếp tục đến với câu 5 nhé. Nhân dịp tựu trừa một cửa hàng sách A và một cửa hàng sách B nó bán sách. Thì anh có tóc cái đề như này là anh phân tích cho các em rồi. Chứ đọc đề nó rất chia là lằng nhằng và dài dòng. Đây anh đọc đề, anh phân tích sự lằng nhằng và dài dòng của nó này. Nè, cái nhà sách A này, nếu mua quyển tập 1 thì giảm 5% so với giá niêm yết. Nếu mua quyển tập 2 thì quyển tập 1 giảm 5% còn quyển tập 2 giảm 10%. Nếu mua chọn bộ 5 quyển thì ngoài 2 quyển đầu giá như trên thì từ quyển thứ 3 mỗi quyển giảm 20%. Rồi, và một cái bạn bình mua 5 cuốn tất cả thì bạn sẽ giảm bao nhiêu phần trăm? Rồi, bạn sẽ phải mua mất bao nhiêu tiền? Biết mỗi quyển là 30k. Đúng không? Thì đề bài đọc rất là dài dòng. Nhưng mà nếu em có cái đầu phân tích á thì em sẽ phân tích tóm tắt là sẽ rất là đơn giản. Còn nhiều bạn á cứ nghĩ là mình thi chỉ là 5 điểm thôi, 5 điểm thôi, mục tiêu chỉ là 5 điểm thôi, đọc đề thấy dài, thấy phần trăm bỏ qua. Nhưng mà mấy cái bài này thật chứ đưa cho mấy bạn tiểu học, mấy bạn còn làm được ấy. Nếu mà bạn tóm tắt ra này thì nó chỉ là phép cộng cơ bản của tiểu học thôi. Rồi nè, giá một quyển là 30k. Nếu mua quyển thứ nhất thì giảm 5%, nếu mua quyển thứ hai thì giảm 10%. Em mua hai quyển đấy, quyển nhất giảm 10%, quyển 5%, quyển hai giảm 10%. Còn một những quyển 3, quyển 4, quyển 5, mỗi quyển giảm 20%, đúng chưa? Thì cái bạn Bình phải trả hết tổng số tiền là bao nhiêu khi mua 5 quyển đấy, khi mua 5 quyển này, mua 5 quyển thì trả bao tiền? Ok, thì bạn nào á mà kiểu như là bình tĩnh á, bình tĩnh phân tích đề nhà và làm chậm rãi, làm chậm rãi nhỉ, thì 30k này, quyển 1 30k giảm 5%. Giảm 5% là giảm như nào? Giảm 5/100, đúng không? Có nghĩa là 30 nhân 5 phần 100. Đấy, 5% chính là 5/100.
nghĩa là 30 chia 100 nhân 5 ấy. Ok không? Thế đây chính là số tiền gì? Đây chính là số tiền giảm giá. Còn số tiền bắt đầu là 30k. Ok không? Số tiền bắt đầu sẽ là 30k, sẽ là 30 trừ cho số tiền gốc, trừ cho số tiền giảm sẽ ra số tiền phải trả. Ừ, cái này bỏ mua nào quyển đi. Mình biết là mua nào quyển rồi. Cái đây là mua quyển 1. Quyển 1. À, đây quyển 1 này. Lấy số tiền gốc trừ đi 30 nhân với số tiền giảm. Ừ. Quyển 2 sao? Cũng lấy thế 30 trừ đi 30 nhân với số tiền giảm là 10%, là 10 chia 100, 10 phần 100. Cực kỳ cơ bản luôn. Quyển 3, quyển 4, quyển 5 mỗi quyển giảm 20%. Đây quyển 2, quyển 3 thì 30 trừ đi 30 nhân 20 phần 100. Quyển 4 thế cũng là 30 trừ 30 nhân 20 phần 100. Quyển 5 thế 30 trừ 30 nhân 20%. Ok không? Vậy là ra 5 quyển, giá tiền của 5 quyển các bạn bạn phải mua là bạn sẽ cộng 5 số lại với nhau là ra đáp án luôn. Ok không? Đấy, cộng 5 số với nhau ra đáp án luôn. Đấy. Đấy là cách giải của bạn, thế nhá, bình tĩnh với giải kiểu này, không sợ hết thời gian. Còn nếu mà muốn giải nhanh á, muốn chỉ ít đấy thì các bạn sẽ giải kiểu này. Số tiền phải trả là, ghi luôn số tiền phải trả khi mua 5 quyển, khi mua 5 quyển đấy. Cái này cần bạn hiểu rõ về phần trăm nha. Các bạn mua giá 30.000 mà giảm 5%, có nghĩa là các bạn mua với giá bao nhiêu phần trăm? Mua với giá 95%, đúng không? Giảm 5% là các bạn sẽ mua với giá 95%, có nghĩa là 30 nhân cho 95%. À, 95% là 95 phần 100 đấy. Đấy, mua với giá 95%. Rồi cộng với cả 30 nhưng mà giảm 10%, nghĩa là mua với giá tại 90%. Rồi cộng với 30 giảm 20% là mua với giá bao nhiêu phần trăm? Mua với giá 80% của giá trị thực. 30 nhân với cả 80%. Và đây có 3 cuốn. Cuốn 3, cuốn 4, cuốn 5 thì mình nhân 3 tất cả đây. Nhân 3. Đến đây ra đáp án luôn, mở máy luôn. Ra đáp án số tiền phải trả luôn, 30 nhân 95% cộng với cả 30 nhân 90 phần 100 luôn á. 90% là 90 phần 100 á. Cộng 30 nhân 80% rồi nhân 3. Rồi, số tiền là 127,5. Ok, 127,5. 27,5. Đấy, 1.000 đồng, mà gọi là 1.000 đồng. Mình đang để đơn vị là 1.000 nha, 1.000 đồng ạ. Chứ phải là 127,5, 1.000 đồng. Nghĩa là 127.500 đồng. Ok không? Viết như này đó là ghi số to. Rồi, tiếp tục. Cái cửa hàng B này, nó mua 3 quyển trở lên thì giảm 5.000 mỗi quyển. Quá dễ. Mua 3 quyển trở lên thì giảm 5.000 mỗi quyển. Hoặc mua 5 quyển thì giảm bao nhiêu tiền? À, thì mua tất cả bao tiền? Thì mua 5 quyển phải trả. Mua 5 quyển thì phải trả. Phải trả bao nhiêu? 30 giảm 5.000 mỗi quyển thì là 30 trừ 5 giảm 5.000 mỗi quyển. Rồi mua 5 quyển thì nhân 5. Ok không? Giảm 5.000 mỗi quyển là mỗi quyển mua 25.000. 25.000 là mua 5 quyển, lấy 5 nhân 25 là 125.000. Đơn vị là 1.000 đồng. Đấy. Ok, vậy mình so sánh thế này.
127.500 đồng với 125.000 đồng thì bên nào mình nên mua cửa hàng nào các em? Tất nhiên mình mua cửa hàng này rồi đấy, vậy nên mua cửa hàng B, nên mua cửa hàng B vì nó rẻ hơn đúng không? Nhìn giảm giá mỗi quyển 5.000 thôi thì nhìn là nó giảm rất là ít, còn bên đây giảm 20% thì nhìn nó thấy là nhiều, nhưng mà 5.000 của 30, 5 chia 30, 5 chia 30 nhân 100 đấy, 5 trên 30 cũng ra 16% các em, 5k tương với 16% nghìn, 16% chưa có ít đâu. Thế nên đó, người ta khi mà người ta đi mua hàng người ta sẽ giảm bao nhiêu phần trăm để cho các em thấy số to là mấy chục phần trăm ấy, nhưng chứ không ai để giảm 5.000 đồng, giảm 10.000 đồng đúng không? Giảm thế người ta thấy là giảm rất là ít. Ok. Rồi câu 6 nha. Thì câu 6 nói về một chiếc mua một chiếc máy tính xách tay. Thì đọc cũng tiền triệu cũng khá là dài dòng. Ok. Thì đọc đề dài quá, anh nhìn một cái bảng thôi anh đã hiểu, là anh hiểu rồi, không cần phải đọc đề đâu các em ạ. À, anh nhìn một bảng anh tóm tắt cho các em xem này. Một cái máy tính xài 2 năm thì bán với giá 21,4 triệu, nghĩa là 21.400.000 đồng. Khi xài 4 năm thì bán ra chỉ còn 17 triệu thôi. Ok. Nó hỏi và cái đồ thị, cái tiền của máy tính ấy, cái đồ thị thể hiện giá trị của cái máy tính ấy, nó được biểu diễn bằng một cái đường thẳng có cái phương trình là y bằng ax cộng b. Ax cộng b. Rồi, câu A xác định hệ số A và hệ số B. Rồi, thì để xác định hệ số A và hệ số B thì câu này nhìn nó quy về toán thực tế và quy về tiền triệu, nhưng mà nó lại giải theo một cái kiểu rất là bình thường, đó là tìm một cái bài cơ bản, đó là tìm một cái phương trình đường thẳng biết nó đi qua hai điểm. Ví dụ như một cái phương trình đường thẳng này, nếu mà đi qua điểm A là tọa độ bao nhiêu, đi qua điểm B tọa độ bao nhiêu, thì sẽ thế điểm A vô x và y, thế điểm B vô x và y, nó sẽ tìm được là cái hệ phương trình. Ok, mà đã như vậy, đây nó sẽ đi qua cái điểm này và nó sẽ đi qua cái điểm này. Đấy, đi qua hai điểm, đây chính là hai điểm A và B của mình. Điểm A này sẽ có tọa độ là bao nhiêu? Điểm A này sẽ có tọa độ là 21,4. Rồi x trước, ghi x trước nha, 2 và 21,4. 21,4 là 21,4 triệu, 21.400.000 đấy. Ok không? Còn B, B sẽ là 4 và 17. 4 và 17. Đấy. Đây anh để đây là đây. Để đây là triệu đồng đi. Đây, đây là triệu đồng. Triệu đồng. Y là đơn vị triệu đồng. Tìm một phương trình đường thẳng đi qua hai điểm A và B. Đấy, nó lại thành một dạng cơ bản trong cái giải hệ phương trình của các em rồi. Thì đây mình giải như bình thường thôi. Phương trình y bằng ax cộng b qua hai điểm, qua hai điểm nào, a là 2 và 21,4, b là 4 và 17. Ok, thì mình sẽ có hệ là thế 2 vô x, đây thế 2 vô x này, 21,4 vô y, 21,4 sẽ bằng 2, x là 2 này, nghĩa là a nhân 2 cộng b. Rồi 4 vô x, 4 vô x, 17 vô y, 17 sẽ bằng a nhân 4 cộng b. Rồi đến đây mình giải hệ phương trình thôi. Các em có quyền bấm máy cái hệ này luôn. Các em được quyền bấm máy hệ luôn nha, không cần phải giải tay đâu. Ha.
này, 1 này, 21,4 này, 4 này, 1 này, 17 này. Rồi, nó ra âm 2,2, A là âm 2,2. B là 25,8. Ok không? Đơn vị của hai cái này là triệu. Đơn vị là triệu. Đá nó còn nhiều số 0 nữa, hiểu không? Rồi. Nhưng mà cái đề này á, cái đề này nó không được, nó cho cái đồ thị này là như thế này rồi. Nó không cho anh sửa đồ thị. Nó ghi như này luôn, 21 triệu. 21 triệu 400 nghìn đấy, ghi này luôn. Thì mình không được sửa nha, trừ khi mình tự vẽ đồ thị. Tự vẽ đồ thị mình chữ triệu vào đây. Còn này nó không được vẽ, không được thấy triệu rồi. Không được ghi chữ triệu rồi. Vậy là mình phải ghi đàng hoàng nha. Cẩn thận nha. Đừng để nhầm lẫn. Đấy, ghi đàng hoàng này, 21 triệu. Đấy, số hơi to tí, chấp nhận để bắt vậy mà. B là 4 và 17 triệu. Ok. Đây, sửa hết thành triệu luôn, 21 triệu, 21 triệu 400 nghìn. 21 triệu 400 nghìn. Còn cái này là 17 triệu. Đấy, đi qua hai điểm này. Rồi, em xóa cái nháp đi nhá. Xóa nháp đi. Đấy, xóa nháp đi. Rồi, CA sẽ bao nhiêu? A sẽ bằng 2.200.000 trừ 2.200.000 đúng không? Trừ 2.200.000. Trừ 2.200.000, bỏ cái triệu đi. Rồi B sẽ là 25.800.000. 25.800.000. Ok. Rồi. Ok, đến bước này ok chưa? Rồi, xác định hệ số AB xong, nó kêu là khi giá trị ban đầu của chiếc máy tính sách tay là chưa có sử dụng thì giá tiền nó bao nhiêu? Nghĩa khi mua mới hoàn toàn ấy, khi mua mới hoàn toàn là bao nhiêu năm? Là chưa xài năm nào đúng không? Là 0 năm. 0 năm ở chỗ này, cái chỗ này là 0 năm này. 0 năm nhé, x bằng 0. Khi chưa có sử dụng là x bằng 0. Khi chưa sử dụng, là x bằng 0. X là số 5 này các em. X số 5, x 0 năm là không sử dụng năm nào hết. 0 năm thì phương trình nó sẽ là, thì giá tiền nó sẽ là y bằng A là trừ 2 triệu. Trừ 2 triệu 200 nghìn này. Đấy, cộng 25.800.000 này. Đây là thiếu chữ x nữa nha. A x này. Đấy, x bằng 0. Nghĩa là trừ 2.200.000 nhân 0 cộng 25.800.000. Vậy xe y sẽ bao nhiêu? 25.800.000. Vậy mua mới của nó sẽ là 25.800.000 đồng. Cái x bằng 0 nhân 0. Nhân 0 nó sẽ bằng 0. Chỉ còn 25.800.000 đồng. Rồi, vậy là giá máy tính laptop sẽ là 25.800.000 đồng. Xong. Rồi, bài toán số 7, bài toán tiếp theo. Anh tóm tắt bài toán nha. Có trong tối một cái bịch ấy, có kẹo xanh và kẹo đỏ. Một cái kẹo xanh thì nặng 3 gram, một cái kẹo đỏ nặng 5 gram. Có tất cả 140 cái kẹo và tất cả cái túi đấy nặng 500 gram. Hỏi có bao nhiêu kẹo xanh, có bao nhiêu kẹo đỏ.
Thì bài rất là cơ bản đúng không? Bài này cực kỳ cơ bản. Đấy. Gọi số kẹo xanh là x. Rồi, số kẹo đỏ là y. X y lớn không? Nhớ điều kiện nha. Không hợp âm được. Rồi, kẹo xanh cộng kẹo đỏ là 140 cái. Theo đề ta có hệ phương trình. Đề ta có hệ phương trình. Hệ phương trình nào? Kẹo xanh cộng kẹo đỏ là 140 kẹo. Một cái kẹo xanh nặng 3 gram thì x cái kẹo xanh sẽ nặng 3 nhân x gram. Một cái kẹo đỏ nặng 5 gram thì y cái kẹo đỏ sẽ nặng 5 nhân y gram. Rồi, bật tổng số nặng chúng sẽ là 500 gram. Rồi, máy tính của anh rồi. Bấm máy thôi. Đến giờ bấm máy rồi. Đi thi giải hệ phương trình các em được quyền bấm máy luôn. 1, 1, 1, 40, 3, 5, 500. Rồi, x là 100 cái, y là 40 cái. Xe x là 100, y là 40. Rồi, vậy có 100 cái kẹo xanh và 40 cái kẹo đỏ. Ok, đơn giản nhá. Rồi, thì anh sẽ bắt đầu đến cái câu hình học là câu 8. Nó cho một đường tròn tâm O và tiếp tuyến AB và các tuyến ACD. Từ A kẻ cắt tuyến này, cắt tuyến ACD và một tiếp tuyến AB vuông góc với OB. Ok chưa? Thì câu A chứng minh là AB bình bằng AC nhân AD. Ok. AB bình bằng AC nhân AD. Mình phải nối này vô. Ok. AB bình bằng AC nhân AD. AB bình bằng AC nhân AD. Câu A nó bắt chứng minh như vậy. Thì mình sẽ chứng minh như nào? Mình sẽ chứng minh như nào? AB bình AC nhân AD. Đây là một tiếp quen thuộc trong một cái hình tròn có một điểm nằm ngoài và có tiếp tuyến của các tuyến. Khi có tiếp tuyến của các tuyến ấy, thì nó sẽ tạo bởi hai tam giác đồng dạng nhau với chia tam giác A, B, C đồng dạng với tam giác A, D, B thì trở ở góc góc. Đây, mình sẽ có một góc tam giác A, B, C với tam giác A, D, C A, D, B có góc A chung. Góc A chung này. Rồi, mình có tiếp góc B này. Góc C, B, A sẽ bằng với góc C, D, B. Vì sao? Vì góc C, B, A tạo bởi tiếp tuyến AB và dây cung BC. Góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung nào thì nó chắn cung luôn. Đấy, chắn cung luôn. Còn cái góc BC, góc BDC nó nằm trên đường tròn này thì cái cung BDC nó chắn cung BC luôn. Hai góc này đều chắn cung BC. Ok. Để chắn cung BC suy ra giác đồng dạng nhau. Vậy mình sẽ suy ra cái tỷ lệ này thôi. Không sao, xuống đi. Thì mình sẽ xét tam giác CAB, CAB và tam giác CAB và tam giác BAD, BAD có gì? Có góc BAD góc chung.
BAD là góc chung. Đấy, góc chung. Rồi, ta lại có gì nữa? Góc B à, góc CBA. Góc CBA lại bằng góc CBA và góc CDB. Bằng CDB bằng A, hoặc là bằng ADB cùng chắn DC. ADB đi. Bởi vì cùng chắn BC. Đấy. Cùng chắn BC. Ok không? Và xuyên hạt giác đồng dạng nhau. Tam giác CAB đồng dạng tam giác BAD. Theo chờ gì nào? Góc góc. Hai tam giác đồng nhọc dạng nhau. Ấy à. Hai tam giác đồng dạng nhau theo chờ góc góc thì tỷ lệ là AB chia AD. AB chia AD sẽ bằng AB chia AD. Rồi, sẽ bằng gì? AC chia AB. AC chia AB. Ừ, rồi chia AD bình sẽ bằng AD nhân AC. Ok, đây chính là điều phải chứng minh. Ừ, điều phải chứng minh. Rồi, xong câu A. Ok chưa? Bôi luôn. Xong là bôi luôn. Bạn nào có nhu cầu xem lại thì dừng lại nhá. Câu A quá dễ. Cho đi ạ. Rồi, tiếp. Các bạn giờ này mà chưa biết làm câu A thì tốt nhất nên học thuộc đi. Đừng có liêm sỉ nữa. Rồi. Câu B gọi CE và DF là đường cao tam giác BCD. Ok, CE. CE. CE và DF lần lượt là đường cao. Đấy. DF vuông góc. DF hai đường cao tam giác. Rồi chứng minh EF song song AB. Chứng minh EF song song AB. Vẽ 1 2. Chứng minh EF song song AB. À, chứng minh EF song song AB. Ok không? Ừ, nhớ rõ không? Ừ. EF song song AB chứng minh hai này song song nhau. Thì chứng minh song song nhau thì mình sẽ chứng minh gì các em? Chứng minh góc xoay trong, đúng không? Chứng minh góc xoay trong. Ở đây này, hai cái này này. Nãy anh khoanh thấy không? Thấy góc anh khoanh không? Nó có góc khoanh này rồi. Thì mình chỉ việc chứng minh góc ABF bằng với góc EFB thôi. Ừ. ABF bằng góc AB có bằng được không? Bằng không? Trong khi đó ABF lại bằng góc BDC rồi. Đấy là BDC rồi. Mà liệu góc BDC này có bằng góc này không? Góc này có bằng nhau không? Bằng, bởi vì sao? Bởi vì EFCD là tứ giác nội tiếp. Thì góc trong sẽ bằng góc ngoài, góc ngoài góc trong đối diện. Đó, xong rồi các bài toán luôn. Câu về quá dễ nha. Nhìn chứng minh song song thì các em sợ thôi chứ nó cũng dễ hả? Rồi, cái gì được xét D, E, F, C tiếp tiếp là xét tứ giác D, E, F, C có D, F, C có gì? Góc D, E, C và góc D, F, C. D, E, C bằng D, F, C. Đấy. Và cùng bằng 90 độ. Do CE và DF đường cao. Các em tự ghi nhá. Anh lười quá. CA tứ giác
D, E, F, C nội tiếp. Rồi, thứ nhất nội tiếp xuyên góc B, C, D. À, B, D, C. B, D, C. Xuyên góc B, D, C sẽ bằng góc B, F, E. B, F, E. Đấy. Mà B, mà B, D, C lại bằng góc C, B, A. Mà góc B, D, C này là bằng góc CBA. CBA do chứng minh trên. Từ hai điểm này mình suy ra hai cái này bằng nhau. Suy hai bằng nhau này. BFE sẽ bằng góc CBA. Mà hai góc này ở vị trí sao ra trong? Mà hai góc này ở vị trí so le trong. Đấy, so le trong. Xuyên AB song song EF. AB song song EF. Rồi, xong. Ok, xong sáng luôn. Xong sáng luôn. Xong sáng luôn nhá. Ok. Rồi ok. Câu cuối, tia EF cắt AD tại G. Tia EF cắt AD tại G. À. Thầy sao nó hỏi đi. Tia EF cắt AD tại G. Đây. Đây là G. BG cắt đường tròn O tại H. BG cắt đường tròn O tại H. BG cắt đường tròn O tại H. Chứng minh gì? Chứng minh HFG bằng HBD. Chứng minh HFG góc HFG. Đấy, góc này. Chứng minh góc này HFG bằng góc HBD là góc này. HFG và HBD. Đấy, góc này. Bằng góc này. Ok, còn nhìn được không? Vẫn nhìn tốt đấy. Thì hai góc này sẽ bằng nhau theo kiểu gì nhỉ? Em để ý không? FHBE là tứ giác đầu tiếp đúng không? FHBE là tứ giác đầu tiếp. Nếu chưa tứ giác đầu tiếp đâu. Nếu FHBE là tứ giác đầu tiếp thì góc này sẽ bằng góc này. Đúng không? Góc mặt góc đối trong. Mà đây sẽ chỉ ra một cái skill nhìn tứ giác đầu tiếp theo tỷ lệ cạnh. Đây. Một tứ giác đầu tiếp này. Đấy, một tứ giác đầu tiếp hình tròn này. Mà nó kéo dài ra, kéo dài ra, cách nhau tại đây. Đúng không? Đây ví dụ cạnh cách nhau tại A đi. Đây là cách nhau tại G đi. Y như vậy này đi, G đi. Đây G, đây H, đây B, H, B này. H này, B này. Đây F, đây E này. F này, E này. Nếu thì tứ giác này nội tiếp đường tròn và cắt nhau tại G thì gì? Thì GH nhân GB bằng GF nhân GE. GH nhân GB sẽ bằng GF nhân GE. Đấy, bởi vì chỉ việc xét tam giác GHF đồng giác tam giác GEB sẽ ra tỷ lệ luôn. Nhưng mà khi mà em làm quen câu C ấy, em sẽ nhận ngay khi một tứ giác nội tiếp và hai có hai đường cắt nhau tại một điểm bên ngoài ấy, tứ giác đấy thì mình sẽ ra là GH nhân GB bằng GF nhân GE. Còn để chứng minh cái này em chỉ việc xét tam giác nội tiếp thì đấy em sẽ trình bày vô bài. Còn hướng suy luận thì mình suy luận kiểu này cho nhanh. Rồi thì mình sẽ cần GH nhân GB bằng GF nhân GE. Đúng không? Mà GH nhân GB em thử mở rộng cái tầm nhìn của em ra. Mở rộng cái tầm nhìn này ra, đừng có bó hẹp ở đây nữa, nhìn rộng ra. GH nhân GB nó sẽ nhìn rộng nha.
nhìn thấy tứ giác BHCD nữa tiếp không? BHCD nữa tiếp thì GH nhân GB sẽ bằng gì? GC nhân GD. Đấy. GH nhân GB sẽ bằng GH nhân GB sẽ bằng GC nhân GD vì tứ giác HCDB nội tiếp cùng nằm trong đường tròn. Đấy, bằng GC nhân GD. Rồi. Tiếp tục. Còn GF nhân GE thì sao? GF nhân GE. Này, tứ giác EFCD nội tiếp thì GF nhân GE sẽ bằng GC nhân GD luôn. GF nhân GE sẽ bằng GC nhân GD. Rồi, từ hai này mình suy ra hai này bằng nhau. Từ hai này bằng nhau mình sẽ suy ra tứ giác FHBE nội tiếp và FHBE nội tiếp thì hai góc này sẽ bằng nhau. Ok. Đấy, đây là hướng chứng minh. Khi mà mình trình bày thì bày rất là nhiều các đồng dạng. Nhưng mà khi chứng minh á, khi mà mình suy nghĩ trong đầu à, mình chỉ suy nghĩ ba dòng, suy nghĩ càng ít thì nó sẽ ra càng nhanh. Rồi. Em sẽ chỉ cho mẹo suy nghĩ mới đấy. Còn bây giờ chứng minh thì sẽ chứng minh nhá. Chứng minh nhá. Chứng minh vắn tắt câu này thôi. Em sẽ xét tam giác GCF DF này. GCF có rõ không Việt? Xét tam giác GCF. GCF này đồng dạng với tam giác GFD. Tam giác này bút lên con G FD. Cái màn hình nó cứ chật 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 chật. Hai tam giác đồng dạng nhau, GCF đồng dạng tam giác GFD, GCF đồng dạng tam giác GFD theo trở là góc chung này. Đấy. Và tứ giác EFCD là tứ giác nội tiếp đúng không? Thì cái góc trong này, cái góc ngoài này sẽ là góc trong GCF GFD. Đây mình sẽ chúng mình GFC và GDE chứ. GFC và GDE. Nhìn lọ GFC và GDE, lỗ nhá. Lỗ mấy em nhá. GFC đây, GFC và GDE đây ha. Góc này, góc ngoài và góc trong này. Đấy. Và chung một cái góc G nữa. Đấy, chung một cái góc G có ngoài góc đối trong. CA tam giác G FC đồng dạng tam giác G D E. Rồi hai giác đồng dạng nhau, CA GC nhân GD bằng GF nhân GE. CA GC nhân GD bằng GF nhân GE. Đấy. Khi mình trình bày về tam giác đồng dạng, nhưng mà khi mình suy nghĩ hướng đi ấy, mình suy nghĩ ra hướng của tứ giác nội tiếp thì mình nhìn tứ giác nội tiếp là chính là mình sẽ ra nhanh hơn chứ làm sao mà các em nhìn thì lại ra được đúng không? Rồi lại tứ giác BHCD này, tứ giác BHCD thì mình sẽ chứng minh tam giác gì? Tam giác nối HBC rồi đấy, tam giác GHC sẽ tam giác GHC. Đấy, GHC với tam giác GB à GDB và tam giác đồng dạng tam giác luôn. Các em tự xét nha. GDB. GDB. Rồi. Thì khi hai tam giác đồng dạng nhau thì mình sẽ có GC nhân GD bằng GH nhân GB. CA GC nhân GD bằng GH nhân GB. Hai tỷ lệ thấy không? Từ hai tỷ lệ này mình suy ra được gì? GF nhân GE bằng GH nhân GB. Đấy. Hai tỷ lệ GF nhân GE bằng GH nhân GB.
Rồi mình lại tiếp tục xét tam giác GFH và tam giác GBE. Xét tam giác GFH và GBE. GBE có tỷ lệ này nè. Đó, đưa tỷ lệ xuống đây. Và góc FGH là góc chung. FGH là góc chung. Đấy, góc chung. Có một góc chung và có một tỷ lệ bằng nhau. Thì mình sẽ suy hai tam giác đồng dạng các trường hợp là cạnh góc cạnh. Suy hai tam giác đồng dạng nhau. Suy tam giác GFH đồng dạng tam giác GBE. Rồi, hai tam giác đồng dạng nhau. Thế góc HFG bằng góc EBG. HFG bằng EBG. E, B, H. Rồi, điều phải chứng minh. Rồi, xong, câu cuối. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem nhé. Bạn nào mà xem đến câu cuối là anh chắc chắn là đi thi 10 điểm. 10 điểm, ok, bye bye.